Gustavo đã dâng cao, bóng vừa chạm đầu của Thành Trung. Đang phát lắm, Đình Đồng, Peter Onyekchi rất khỏe, vẫn là Peter Onyekchi. Đình Đồng bắn lắm, cú đá rất tốt. Wow, cú đá quá đẹp, rất biết mình biết người. Sông Lam Nghệ An không bung sức ở những phút vừa qua của hiệp thi đấu thứ hai, nhưng ở pha bóng mà chúng ta vừa được chứng kiến, một loạt những pha chơi bóng có thể nói là tình táo của U20 áo vàng đã giúp cho họ có được một sự bùng nổ. Câu lạc bộ Hà Nội có sơ đồ cầu thủ. Chúng ta cùng xem lại khoảnh khắc ghi bàn của Đặng Văn Lắm. Cầu thủ số 13 Trần Văn Đình Đồng bất ngờ lên rất cao, chơi năng nổ và quả thật là hết sức kinh nghiệm với cú nhả bóng cho người đàn em. Và cú đá có thể nói là không thể chê vào đâu được của Đặng Văn Lắm, đã đánh bại hoàn toàn khả năng phán đoán cũng như chống đỡ của thủ môn Văn Công. Ở cự ly khoảng 21m, Đặng Văn Lắm đã tạo ra được một cú đá có thể nói là không thể chống đỡ. Cú cất chân rất gọn của Đặng Văn Lắm, người đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm của đội khách. Một sự ghi nhận cho lớp trẻ của Sông Lam Nghệ An trong một trận đấu có thể nói là cam go khi đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch. Quang Hải có vẻ như đã được gọi về để chuẩn bị được đưa vào sân. Câu lạc bộ Hà Nội sân ra đấu. Sự thay đổi người thứ hai bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Quang Hải vào sân để thay cho Lê Văn Xuân. Nguyễn Quang Hải vào sân. Văn Kiên. Đức Huy. Phạm Văn Đức. Mở bóng mạnh sang bên phía cánh phải có lẽ là giải pháp tốt hơn. Khá nguy hiểm, cú đá của Quang Hải. Dấu ấn đầu tiên của Quang Hải sau khi vào sân. Một cú cất chân quen thuộc, không cần nhiều đà, Quang Hải đã tạo ra được một pha bóng tương đối có uy lực. Đình Đồng đang cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn tương đối nhiều. Đây mới là phút thứ 75. Quả treo bóng của Quang Hải. Tiếp tục là Quang Hải. Rất khôn khéo, hùng dũng. Pha xử lý có phần hơi nửa vời của Hùng Dũng. Kính thưa quý vị khán giả, số lượng khán giả đến sân theo dõi trực tiếp trận đấu ngày hôm nay là 8.000 khán giả. Peter Onyekchi. Văn Kiên. Khoảng trống dành cho Quang Hải. Cú dứt điểm. Cú đá trúng đích thứ hai kể từ sau khi vào sân của Nguyễn Quang Hải. Nhưng với góc dứt điểm vừa rồi, tầm dứt điểm vừa rồi của Quang Hải thì khả năng thành công vẫn chưa phải là quá cao. Văn Hoàng vẫn đứng vững trong khung thành của đội bóng Sông Lam Nghệ An. Câu lạc bộ Hà Nội có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 15 Phạm Đức Huy rời sân. Cầu thủ số 68 Bùi Hoàng Việt Anh vào sân. Thank you.
lần này thì pha băng ra của Văn Hoàng là không hoàn toàn chuẩn xác. William, dứt điểm. Cú đá cuối cùng là của Quang Hải. Trong một tư thế tương đối thuận lợi, Quang Hải đá bằng chân trái sở trường nhưng đáng tiếc là cú đá đi chệch khung thành. Sức ép đang ngày một trở nên lớn hơn để phía khung thành của đội khách Sông Lam Nghệ An. Papeoma, Văn Quyết, Quang Hải, tiếp tục là Quang Hải, đánh đầu không được. Di Mario nhảy lên nhưng không phải là người chạm bóng. Một tình huống lộn xộn nhưng không có cú dứt điểm nào được tạo ra về phía khung thành của Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ áo vàng đang chơi có thể nói là lăn xả và đang kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà để bảo vệ khoảng cách mong manh. Đỗ Hùng Dũng, quả treo bóng của Văn Kiên. Văn Quyết, tiếp tục là cầu thủ Hà Nội. Văn Kiên rất kiên cường và cũng cần phải thấy rằng cầu thủ áo vàng đã chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý để hướng đến trận đấu này. Họ tỏ ra bình tĩnh, tỉnh táo. Một thành viên của ban huấn luyện đội khách Sông Lam Nghệ An vừa phải nhận thẻ. Đậu Văn Toàn, Peter Onyekchi lại đua thể lực. Lỗi của Văn Dũng. Tình huống tranh chấp có lỗi vừa rồi của Văn Dũng là thừa đủ để cho Sông Lam Nghệ An có thể duy trì được trái bóng bên phần sân đối phương và đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà vì thời gian gần như không còn. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 15 bên phía Sông Lam Nghệ An. Trần Đình Tiến chậm chẽ đưa bóng nhập cuộc. Từng đó là thừa đủ để rút thẻ. Cú sút. Bóng đi thẳng vào khung thành nhưng không gây được khó dễ cho thành công cho Văn Công. Văn Quyết. Hết giờ. Sông Lam Nghệ An đã thắng trên sân hàng đẫy của đương kim vô địch Hà Nội. Kết thúc trận đấu. Có thể nhận thấy được sự vui mừng khôn tả của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Mùa giải trước họ thua trắng câu lạc bộ Hà Nội trong cả hai trận đấu lượt đi và lượt về, không ghi được nổi một bàn thắng nào vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng trong trận đấu lượt đi của mùa giải năm nay trên chính sao huyệt của đối thủ, trong ngày sinh nhật của câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An đã chơi một trận đấu rất hay. Họ có bàn thắng duy nhất của Đặng Văn Lắm trong một pha lên bóng quả cảm ở đầu hiệp 2. Một đấu pháp có thể nói là hợp lý của câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã khiến cho họ có được một chiến thắng xứng đáng trong một ngày mà Hà Nội có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là hiệp 1 nhưng đã không thể tận dụng thành công. Và lối chơi cơ bản nhất, lối chơi nhỏ nhuyễn, những lối chơi có thể nói là cực kỳ ăn ý đã không phát huy được nhiều trong một ngày mà Sông Lam Nghệ An đã tổ chức phòng ngự có thể nói là xuất sắc.
Xin chúc mừng cầu thủ Sông Lam Nghệ An, và với chiến thắng này họ đã trở thành đội dẫn đầu V-League sau vòng đấu thứ 5. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu vô cùng sôi nổi, vô cùng hấp dẫn với thắng lợi thuộc về Sông Lam Nghệ An trên sân hàng đấy giữa đội đương kim vô địch Hà Nội và đội bóng Sư Nghệ Sông Lam Nghệ An. Xin được dừng lại ở đây, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.